Em xin quay giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái chú voi Trần Minh Đạo, mang trắng rất là đẹp luôn nha các anh chị. Đây, một cụ voi gốm Trần Minh Đạo ha, biên qua Trần Minh Đạo, rất là đẹp, rất là nét luôn. Đây, thường là những cái mang trắng này là nó ưa dọp, nó ưa nhầm với nó dạng nó bị bọp hết trơn ha các anh chị. Còn nước mang này các anh chị xem, rất là bóng khỏe luôn. Những cái núm này là còn yên nguyên hết trơn, đây không có mắc núm nào hết trơn anh chị. Rất là đẹp luôn, bóng nha, bóng sôi rương luôn. Đây, mặt trên đây, mặt trên là đầy đủ bốn con bướm ha các anh chị, bốn con bướm hoặc là bốn con dơi phúc trường cửu ha các anh chị. Đây, còn ở đây là chữ thọ ha anh chị, chữ thọ đây. Đây, mặt yếm này, rất là đẹp. Tình trạng là lành đẹp 99% ha. Ở đây thì em có thấy một cái vết nó là dạng rạn tự nhiên ha các anh chị. Đây, cái này cũng nó hơi trong kẹt rồi, bởi vì em để em đi ra. Đây. Đây, một chú voi cao 58 cm. Tình trạng là có thể gọi là lành đẹp 100% luôn hả anh chị. Đây, mấy cái lỗ tai của nó thì có những cái vết này là những cái vết chạy ha. Cái này các anh chị lấy cà na, lấy cà na thường mình đánh mấy cái vết chạy xem, mình lao cái nhẹ là ra. Đây, đó các anh chị xem. Ngà ghim ha các anh chị. Đây, một cây ngà vàng, hoàng đế, mang vàng hoàng đế. Đây, rất là đẹp luôn. Đế là đế vàng anh chị, đặc biệt cái đế này là đế vàng luôn hả anh chị. Đế là đế vàng, rất là đẹp luôn. Đây, những cái núm phía trong bên đây các anh chị thấy còn y nguyên luôn. Chiều cao của cái cụ voi Trần Minh Đạo này là có chiều cao rơi vào là 58 cm, 58 cm ha các anh chị. Đây, còn ở cái mặt yếm bên đây thì giống như chữ Việt Nam nha anh chị, nó giống giống như chữ Việt Nam nha các anh chị xem. Đây, mang chân đồ còn yên nguyên luôn. Ở đây thì những cái vết xước thời gian thôi anh chị, những cái vết xước thời gian đó không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ nha, lành đẹp tuyệt đối luôn ha các anh chị, có thể gọi là lành đẹp tuyệt đối đó. Đây, cụ voi này thì các anh chị nào thích thì cứ liên hệ em ha. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 4 triệu 8 ha. 4 triệu 8 cho một cái cụ voi. Cái này là một mình ginh có thể không nổi ha. Nó 20-30 kg hơn ha các anh chị. Nữ ginh không nổi là chắc cú rồi. Ok. Rồi tiếp đến thì em có ở đây nó hơi ngược sáng chút. Đây. Một cái chậu rớm cây mai ha các anh chị. Một cái chậu gốm cây mai chuẩn cổ ha. Rất là đẹp luôn. Được con cái là rõ nét luôn anh chị. Cái đường kính này thì nó rơi vô làm như là 22 cm đó các anh chị, 22 cm lọt lòng 17. Đây là 22 cm lọt lòng 17. Tình trạng lành đẹp tuyệt đối luôn ha. Lục giác mini gốm cây mai chuẩn cổ ha. Đó các anh chị xem đây. Đó, rất là đẹp luôn, tình trạng là không có lỗi lầm gì luôn. Đó. Nó hơi ngược sáng chút, để em vô đây. Đây nè các anh chị. Rồi tiếp đến thì em có một cái chậu cũng là một chậu gốm cây mai luôn, tình trạng cũng lành đẹp tuyệt đối luôn anh chị. Đây, mang này là mang xanh lục bảo. Cái này cũng không biết đường kính nó bao nhiêu đây, là các anh chị xem. Tình trạng là lành đẹp nha, cốt nè, cốt giờ mê ly luôn. Đây, cốt giờ mê ly luôn. Để các anh chị xem. Lành đẹp nha các anh chị, lành đẹp hết trơn luôn. Đây. Để em xin đo cái. Đây, em có ở trước mặt của anh chị là cái hũ dòm nó rất là uy tín luôn nha các anh chị. Đây các anh chị xem. Đây, lọt lòng chỉ có 11 cm thôi các anh chị, lọt lòng 11 cm và đường kính rơi vào là 15 cm, lọt lòng 11, đường kính 15. Đây. Các anh chị nào thích món nào thì cứ liên hệ em ha các anh chị, em có hai cái chậu mini như thế này. Thì đương nhiên giá nó cũng hơi cứng một tí ha các anh chị, chứ không có rẻ đâu. Có con voi này thì là vừa đẹp chuẩn xưa, thì đồ này cái con voi này nó cũng rơi vào tầm cỡ 6-70 năm. Nói chung mà giá 4 triệu 8 chơi rất là ok, được có cái men trắng mà lành đẹp ha các anh chị. Đế là đế vàng hoàng đế. Đây, còn ở đây thì em quay sơ cho các anh chị thôi ha, tại cái hũ này thì giá cũng rất là cao. Đây, một cái hũ mà long phụng nghinh xuân ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn đó. Các anh chị và cô bác có thích món nào thì cứ liên hệ em ha các anh chị.